Tiếp theo đến mẫu chuyện 44, có thể định sự trả quả. Khoảng thời gian năm 1939-1940, Đức Thầy mới ra đời mở đạo tại Tổ đình Thánh địa Hòa Hảo. Ngài thường dùng quyền diệu cứu độ các bệnh nhân, nhiều người mang nhiều chứng bệnh khác nhau, người nhà lo đủ phương cách, nhiều thầy lắm thuốc mà vẫn không lành. Nhưng khi đến với Đức Thầy, Ngài chỉ cho uống nước lã, giấy vàng hoặc ít thứ, lá xoài, lá ổi mà bệnh chi cũng hết một cách thần diệu. Hôm nọ, sau giờ thuyết giảng đạo đức, bỗng thấy ông khách lạ trông có vẻ sang trọng bước đến đối diện với Đức Thầy. Qua cuộc tiếp xúc thường lệ, ông khách tỏ ra mình có học thức và không hiểu kinh pháp. Ông đặt ngay câu hỏi với Đức Thầy: Thưa Ngài, Ngài có nhận là những người mang bệnh là do nghiệp quả chăng? Đức Thầy đáp: Phải, những người đang lâm bệnh phần nhiều là do căn quả. Người khách liền hỏi tiếp: Ngài đã nhận đau là do căn quả, mà nay Ngài đã dùng quyền diệu để độ cho hết bệnh, chẳng quá ra Ngài cướp quyền tạo hóa và sửa luật nhân quả đó sao? Không, tôi không có quyền sửa luật nhân quả. Vậy sao Ngài lại cứu người hết bệnh? Đức Thầy ôn tồn đáp lại đại khái rằng: Sở dĩ tôi cứu người hết bệnh là gì? Hoặc giả nghiệp quả của người bệnh sắp mãn, nên chi gặp tôi thì họ hết bệnh. Hoặc giả nghiệp quả của họ chưa mãn, nhưng tôi cầu xin Đức Ngọc Đế định sự trả quả của họ lại, để tôi cứu độ họ khỏi bệnh, cho họ cảm lấy đức ân đó mà hoài đầu hướng thiện, ăn năn cải sửa tu hành. Nếu họ thật tâm làm lành đánh dữ, thì công đức của họ đã tạo được sẽ đền bù dần dần nghiệp quả của họ. Nhược bằng họ không ăn năn cải hối mà cứ tiếp tục gây nên nghiệp ác, thì chừng đó chẳng những họ phải trả nghiệp mới mà còn phải trả luôn nghiệp cũ. Cũng như một tội nhân ra trước tòa án nhờ luật sư xin cho họ hưởng án treo. Hưởng án treo chứ chưa phải là hết tội. Nếu họ không tái phạm thì trong một thời gian cái án treo ấy không còn hiệu lực. Bằng trái lại, nếu người tội còn tái phạm thì chừng đó họ phải đền tội mới và luôn cả án treo nữa. Nghe xong, ông khách cúi đầu có vẻ thán phục, liền chào Đức Thầy mà lui ra. Thuật theo lời Thiện Pháp Giác Tiến số 6. Phụ bạc, xưa nay luật nhân quả vẫn nghiêm minh, song người đời lắm kẻ chưa tin, nhưng vì chưa truy cứu chính chắn nên sự tin hiểu sai lầm. Sự sai lầm ấy có nhiều định kiến khác nhau. Trường hợp ông khách kể trên chỉ tin lực nghiệp báo theo lối cố định và độc tôn, nên ông bắt bẻ Đức Thầy điều trị cho các bệnh nhân được lành là cướp quyền tạo hóa và sửa luật nhân quả. Chúng ta thử đi sâu vào vấn đề. Điểm thứ nhất, đành rằng nghiệp báo, luật nhân quả với quyền tạo hóa chẳng phải hai, và để gieo giống chi tất lên cây trái nấy. Nhưng ông khách chưa hiểu được thời gian gieo nhân đến khi kết quả có dài ngắn và tính chất mạnh yếu của mọi thứ giống, cộng với sự thuận duyên hay nghịch duyên và cách đổi giống của chủ nhân mà sự thành quả có khác. Những hành động, ngôn ngữ và tâm tưởng giữ lành của mỗi người từ lúc gây nghiệp cho đến khi thọ báo cũng y như vậy. Lại nữa, nếu kẻ gieo giống mạnh, gặp đất tốt, chăm sóc phân bón đầy đủ, thuận duyên thì lên cây trái mau và kết quả nhiều. Ngược lại, mọi thứ ấy đều yếu kém thì kết quả chậm và ít, hoặc cây bị hụt đọt hay khô héo dần, có khi không thành quả đạt. Người tạo nghiệp lành dữ đều thọ cảnh y như thế. Nghĩa là khi đã tạo nghiệp quấy ác mà lúc đó rất đồng tình, cố ý, ấy là hạt giống mạnh. Sau đó tiếp tục làm ác, ấy là dung phân tưới nước cho tốt nên bị quả báo mau và nhiều, có khi kết quả gấp trăm ngàn lần lúc mới gây nghiệp. Cổ nhân từng bảo: Xuân một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế.
trái lại, dù ta có tạo nghiệp dữ nhưng vô tình và sau đó biết ăn năn sám hối, quyết từ đây không tái phạm và tích cực tạo việc lành nghịch duyên, thì quả báo ác sẽ kết chậm và nhẹ, có khi khỏi bị quả báo. Cũng như người lỡ gieo giống xấu xuống ruộng rồi tự biết hoặc nhờ người khác giải thích cho biết, họ liền cài bỏ thứ giống xấu ấy trong lúc đó chưa nảy mầm đâm tựa, đồng thời cấp tốc gieo các thứ giống tốt lành xuống và tiếp tục chăm bón phân nước tốt, thì hạt giống xấu kia sẽ mất, cho dầu có còn sót chút đỉnh cũng bị úng hư hoặc hụt đỏ như đã nói trên. Bây giờ trong miếng đất của chủ nhân chỉ còn lại những cây tốt lành đơm đầy bông trái. Giả là đã sanh trong cõi trần thống khổ, mỗi ai cũng có nghiệp bất lành đã gây từ trước, mà nếu hiểu nhân quả theo lối cố định như ông khách kia thì mấy ai tu hành được chứng quả. Và người dốt cũng không học cho biết chữ, hay kẻ học trò tương lai không được làm thầy giáo hay sao? Xưa kia kinh sử chứng minh một cách rõ ràng, các bậc Phật tiên thánh đều từ một chúng sanh biết cải hối tu hành mà nên. Thế thì sự tin nhân quả theo lối cố định của ông khách chưa đúng chân lý. Điểm thứ hai, ông khách hiểu nhân quả theo lối độc tôn mới buông lời trách đức thầy trị bệnh cho người hết bệnh là cướp quyền tạo hóa. Theo ông thì tạo hóa có quyền tối cao ban phước giáng hòa, và ai sao để vậy mới là tuyệt đối công bằng. Song đó chỉ là công bằng theo một chiều, chưa công minh thực thể. Đức thầy thương hại ông khách nên dựa vào quan điểm chấp nê của ông mà giải đáp, cầu xin Đức Ngọc Đế định sự trả quả của các bệnh nhân bằng cách là điều trị cho họ vượt qua cơn bệnh. Nhân đó ngài giải bài đạo lý và luật nhân quả báo ứng cho họ nghe. Lúc ấy các bệnh nhân vừa cảm niệm hồng ân trị bệnh, vừa nghe pháp màu, họ liền phát tâm sám hối cải ác tùng thiện. Rồi ơn đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều báo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc kháng ơi khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi